Trước Black Friday, nhiều cửa hàng đã rầm rộ quảng cáo khuyến mại sớm, song người mua không còn hào hứng như trước. Nhiều người cảm thấy choáng ngợp trước hàng loạt đợt sale liên tục cuối năm. Đến nay giảm giá khoảng 30-50% đối với quần áo, thì em có thể em mua trên nhiều. Black Friday năm nay rơi vào ngày 29 tháng 11, nhưng nhiều cửa hàng đã rầm rộ tung khuyến mại từ trước khoảng một tuần để thu hút khách. Dọc các tuyến đường thời trang lớn như Nguyễn Văn Cừ hay trong siêu thị, các biển quảng cáo giảm giá 50-80%, 49K, 99K. Người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn với đa dạng các mặt hàng được giảm giá. Cũng có một số mặt hàng thì giảm rất cao và cũng có một số mặt hàng thì giảm rất ít. Nhưng mình thấy đa số thì nhu cầu như bọn mình cũng có thể tiếp cận được những mặt hàng tốt hơn. Chị có mua hàng cho chồng chị ở bên cửa hàng Nam ở đây này, mọi thứ giá cả thì phải chăng. Đây là dịp để các thương hiệu nổi tiếng tung hàng loạt chương trình hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng, tăng doanh thu cuối năm. Theo tiết lộ của một số người bán, đây gần như là bắt buộc nếu muốn cạnh tranh trong cuộc đua hút khách mua sắm. Trong những cái chương trình mà giảm giá sâu nhất trong năm đấy, để kích thích cái sự nhu cầu mua sắm của người dân đấy, và cũng như là quảng bá thêm cái nhận diện thương hiệu cho các gian hàng thuế. Thì năm nay thì cơ bản như đánh giá của ban quản lý thì các gian hàng hiện nay với cái chương trình này thì đã thúc đẩy một cái lượng khách biết tới và tiếp cận với các cái nhãn hàng rất là nhiều đấy, và cũng có những tín hiệu rất là tốt. Chương trình Black Friday thì hiện tại đang kéo dài đến ngày mùng 1 tháng 12 năm 2024. Thì sau chương trình này thì sẽ có các chương trình giảm giá lớn như chương trình ngày 12 tháng 12 ngày đối, chương trình Tết Dương lịch và tiếp theo đến là chương trình Tết âm lịch. Thực tế, nhiều người tiêu dùng cho biết họ dễ dàng săn sale quanh năm trên các sàn thương mại điện tử mà không cần đợi đến dịp này. Các đợt khuyến mại ồ ạt đôi khi chỉ là chiêu trò giá ảo, khiến sự kỳ vọng dần phai nhạt. Điều này đặt ra thách thức cho các nhà bán lẻ, buộc họ phải đổi mới chiến lược để thật sự thu hút người tiêu dùng. Ngoài ra, người tiêu dùng cũng có xu hướng chi tiêu thận trọng hơn, không tùy ý mua sắm trong các dịp lễ hội.